Chào các bạn, trong cuộc đời chúng ta, ai cũng ít nhất phải xét nghiệm máu một lần. Vậy, xét nghiệm máu để làm gì? Xét nghiệm máu là việc đo hoặc kiểm tra các tế bào, hóa chất, protein hoặc các chất khác nhau trong máu. Việc này giúp bác sĩ chẩn đoán một số bệnh và tình trạng sức khỏe của một người. Cụ thể là, đầu tiên là theo dõi bệnh mãn tính hoặc tình trạng của bệnh, chẳng hạn như là bệnh tiểu đường hoặc cholesterol cao. Thứ hai là xem liệu pháp điều trị bệnh có hiệu quả hay không. Thứ ba là kiểm tra xem cơ quan gồm gan, thận, tim và tuyến giáp hoạt động như thế nào. Thứ tư là giúp chẩn đoán rối loạn chảy máu hoặc đông máu. Thứ năm, tìm hiểu xem hệ thống miễn dịch có gặp khó khăn trong việc chống lại nhiễm trùng hay không. Thứ sáu là giúp phát hiện ung thư hoặc bệnh truyền nhiễm HIV/AIDS. Tất nhiên là xét nghiệm máu còn giúp cho bạn biết là bạn thuộc nhóm máu gì. Chọc hút tĩnh mạch như thế này là cách phổ biến nhất để lấy máu xét nghiệm. Ngoài ra còn có lấy máu đầu ngón tay, lấy máu gót chân và lấy máu động mạch. Kinh nghiệm đi xét nghiệm máu là bạn nên xét nghiệm vào buổi sáng và nhịn ăn trước khi lấy máu. Có nhiều loại xét nghiệm máu khác nhau, nhưng những cái xét nghiệm máu phổ biến nhất bao gồm là xét nghiệm công thức máu toàn bộ hay gọi là xét nghiệm tổng quát đó. Xét nghiệm này đo các thành phần của máu bao gồm tế bào hồng cầu và bạch cầu, tiểu cầu và hemoglobin. Mỗi ống này bao nhiêu ml? Ống nhiều, ống ít ạ. Trung bình khoảng 2 đến 3 ml chị nhé. Mỗi lần xét nghiệm máu tổng quát thì mình cần lấy 3 cái ống máu như thế này. Các câu hỏi khác về xét nghiệm máu như xét nghiệm máu có thể ra những bệnh gì? Bảng giá xét nghiệm máu, xét nghiệm máu có phát hiện ra bệnh ung thư không? Vân vân. Thì mời các bạn truy cập vào website reference.vn để đọc thêm nhé. Mình để ngay link ở dưới clip này đó. Cảm ơn bạn đã theo dõi video clip đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại.